Xin chào anh chị, em đang xem kênh YouTube của Hiếu Hiền.vn và trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với mọi người cái bộ combo hát livestream karaoke với chiếc micro touch. Đây là một chiếc micro cần nguồn cấp phantom 48V để cho nó hoạt động và cũng như là mình giảm nhiễu điện và giảm tiếng ồn. Kết hợp với đó là một chiếc sao gạc đang rất là nổi đình và nổi đám gần đây, rất là hot, chiếc Lay V8. Và em sẽ livestream hát karaoke ở trên hai cái chiếc điện thoại di động. Đây là cái cách phổ biến nhất. Thì anh chị có thể sử dụng cái bộ combo này để mình kết hợp để mình hát ở trên một chiếc máy tính và một chiếc điện thoại cũng được. Rồi, cái tai nghe này thì mình được tặng. Bây giờ em sẽ dùng tai nghe này để kém âm. Điện thoại này thì mình sẽ dùng để lấy nhạc nền, còn điện thoại đó thì mình dùng livestream kết hợp thông qua cái dây livestream này. Bây giờ sẽ hát thử một đoạn cho mọi người nghe cái chất lượng của chiếc micro Tasta PC kết hợp với lại sao kẹt V8. Mình gặp nhau quên nhau làm chi hỡi anh, đến giờ đây sao cũng không đành. Thế bây giờ anh để xa người yêu thuở nào, hay là anh quên em với bao niềm đau? Mình gặp nhau quên nhau thì vui đấy thôi, có ngờ đâu ta không phải xa rời. Để bây giờ em nằm nghe giọng nương mang mãi rời, giờ thì sao anh nói đi tình ơi. Nói đi anh, người ấy tha thứ cho anh, còn riêng em đây có sao cũng đành. Nói đi tình hơi khó khăn bao lời, riêng em ôm nỗi đau đành thôi. Nói đi anh, người ấy tha thứ cho anh, còn riêng em đây có sao cũng đành. Nói đi với em đời chia tay, để anh quay về chuyện hôm qua như giấc ngủ mê. Đối với chiếc sao kẹt V8 này thì anh chị thấy là những cái cổng kết nối của nó sẽ dồn hết một mặt ở ngoài đây. Thì đây là cổng gắn mic này, để thứ hai là cổng để gắn dây livestream, và ở đây là dây lấy nhạc. Trên này thì mình sẽ điều chỉnh âm lượng của micro nè, em vặn lớn nhỏ như thế này. Còn bên đây là mình sẽ điều chỉnh âm vang. Mọi người thấy là ở bên đây nó sẽ vang ít, và chuyển qua bên đây alo thì mọi người sẽ thấy nó vang nhiều hơn. Ở đây mình cũng có thể điều chỉnh giọng drip, giọng bass. Thì với giọng nữ thì cái này sẽ nhỏ xuống một xíu để cho nó bớt chát đi. Đây này, giọng bass này tăng lên để mà nghe của mình giọng ấm hơn. Còn đối với cái nút này thì mình khi mà sử dụng thu âm ở trên máy tính ấy, thì cái nút này nó sẽ tăng giảm âm lượng nè. Ở đây mình sẽ có âm lượng vặn ở đây để điều chỉnh âm lượng của nhạc nền. Ở đây thì là âm lượng tổng nè mọi người. Khi mà em dặn qua bên trái này thì cái âm lượng của nó sẽ nhỏ xuống từ từ, thấy không? Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái dàn nút hiệu ứng màu đỏ. Thì hiện tại là anh chị đang nghe cái tiếng của em và nhạc nền đúng không? Còn bây giờ thì khi mà em nhấn vào trong đây, đấy, một nhấn một lần và nó sẽ áp dụng hiệu ứng luôn. Có nghĩa là bây giờ mọi người chỉ nghe được cái tiếng của em thôi và không nghe được cái nhạc nền. Đó, và khi em im lặng thì nhạc nền nó sẽ từ từ lớn trở lại, thích hợp cho mình sẽ sử dụng làm MC hay là mình livestream mà giao lưu với khán giả, và khi mà mình nói thì không có cho cái tiếng nhạc nền nó lớn lên nữa. Còn cái kế bên đây là để mình dẫn chương trình nhưng mà vẫn có cái tiếng nhạc nền nho nhỏ ở dưới, thì mình có thể điều chỉnh cái âm lượng của nhạc nền ở trên điện thoại ở đây, thì mình sẽ cho nó nhỏ xuống và mình dẫn chương trình. Kế bên đây, nếu như mà anh chị nào chỉ hát karaoke, livestream hoặc là thu âm thôi thì mình sẽ quan tâm vào cái nút software ở đây. Thì nhấn vào đây nó sẽ thu luôn cả tiếng và cả nhạc nền vào trong cái bản thu của mình. Hoặc là khi mà mình phát livestream thì mình sẽ nghe được cái tiếng của mình và cái tiếng nhạc nền luôn. Ba cái nút ở bên đây, ba cái nút màu đỏ ở bên đây thì mình nhấn vào. Alo, bây giờ thì mọi người nghe được cái tiếng của em nó đã biến đổi khác đi. Thì ở đây nó sẽ có những cái hiệu ứng như vậy để mình tạo cái hiệu ứng vui nhộn khi mà mình livestream. Đấy, thì bây giờ nó đã chuyển sang một cái tiếng nữ, tiếng em bé một xíu để tạo hiệu ứng vui nhộn. Hay là ở bên đây mình sẽ còn một cái hiệu ứng nữa. Alo, 1, 2, 3, 4. Thì cái hiệu ứng này nó sẽ giúp mình hát karaoke với một yếu tố thú vị hơn. Ví dụ như mình sẽ hát một đoạn.
đến bây giờ em nằm nghe giọt nước mắt mãi rơi. Giờ thì sao anh nói đi tình ơi, nói đi anh người đã tha thứ xa đành mà mãi sao ta quá mong manh. Nói đi tình hơi khó khăn bao lời, riêng em ôm nỗi đau đành thôi. Đó là cái hiệu ứng để mình làm giả tiếng điện tử, nó kiểu như là autotune làm méo giọng vậy đó. Và sau khi tất cả thì mọi người muốn quay trở về cái giọng thường, giọng thu âm, giọng hát karaoke á, thì mình sẽ nhấn vào cái nút stop play ở đây. Alo, 1, 2, 3, 4, đó là nó sẽ quay về cái giọng ban đầu của mình. Còn nếu như mà trong quá trình thu âm mình muốn sử dụng những cái hiệu ứng vui nhộn ở trên cái chiếc Soundgate V8 này thì nó sẽ có 16 cái nút hiệu ứng phụ ở dưới này. Ví dụ như là đó, sau khi mà mình hát chẳng hạn. Đấy thì anh chị thích cái hiệu ứng nào thì mình sẽ chọn vào cái hiệu ứng đó ở trên 12 cái hiệu ứng ở đây. Cổ tay nè, tiếng cười nè. Wow. Combo micro thu âm Tasta BC-K320 kết hợp với Soundgate V8. Thì mọi người thấy cái chất lượng của chiếc combo micro thu âm này như thế nào? Nếu mọi người quan tâm sản phẩm combo micro thu âm thì hãy truy cập vào website cũng như là thông tin để bên dưới phần mô tả của video này. Xin chào.